Tại thành phố A, một con quái vật Piccolo màu tím xuất hiện. Nó phá nát thành phố và khiến mặt đất phải rung chuyển. Đã lâu lắm rồi thành phố mới gặp phải con quái vật với sức tàn phá nhanh đến như vậy. Các anh hùng đã có mặt tại hiện trường, nhưng chỉ vài nốt nhạc, mấy anh đã nằm chồng vó. Con quái vật quá mạnh và thương vong vẫn đang tăng lên. Một anh hùng đã nắm bắt được thông tin, anh tắt TV và hiền ngang bước về phía hướng vụ nổ. Với chiếc đầu trọc cùng bộ đồ màu vàng chói lóa, đôi găng tay màu đỏ và áo choàng trắng, anh là Saitama, người thực thi công lý. Hãy cùng Anime Rewind theo chân Saitama tìm hiểu về hành trình tiêu diệt cái ác và bảo vệ công lý của anh chàng trọc với sức mạnh vô đối, có thể hạ gục đối thủ chỉ với một cú đấm này nhá. Phía thành phố, con Piccolo phiên bản đen hồi đã biến nó thành một bình địa, già nhỏ lớn bé hắn đều không tha. Nhận thấy một cô bé đang khóc lóc gần đó, tên quái vật nhẹ nhàng đi đến và định bóp chết cô bé. Nhưng anh sai với tốc độ tia chớp đã cứu cô, khiến nó ngạc nhiên thét lên, "Nani, là đứa nào?" "Là anh, người hùng làm vì đam mê." Sau khi nghe Saitama giới thiệu, tên đen hồi cũng giới thiệu bản thân được tạo ra từ sự ô nhiễm, hắn là Vaccine Man, và chính hắn sẽ tiêu diệt loài người, trả lại sự trong lành cho trái đất. Quái vật mà cũng bày đặt triết lý dữ ba. Nó biến thành một hình dạng hung tợn hơn với chiếc răng nanh sắc nhọn và những múi cờ bắp khổng lồ, dự định hốt luôn thím sai. Nhưng nó đã sai vì thím sai đứng trước áp lực nó tạo ra, nhẹ nhàng tung một cú đấm khiến tên quái vật tan biến vào hư vô. Nó đến sức mạnh bá của bá này phải lùi về quá khứ cách đây 3 năm. Ngày ấy thím sai đầu vẫn còn xanh tóc. Với bộ đồ vét đẹp trai ra dáng doanh nhân, thím đi xin việc nhưng đã bị đánh rớt. Sư rủi sao trên đường về, thím gặp một con quái vật cua. Nhìn thấy thanh niên chán đời này, quái vật cua quyết định tha cho anh, phần vì nó đang bận tìm để xé xác một thằng nhóc có chiếc cằm giống cái mông. Thế là Saitama thoát chết một mạng. Đi được một đoạn, anh gặp ngay thằng nhỏ với cái cằm kỳ lạ. Hỏi ra mới biết, thằng nhóc này đã dùng bút vẽ núm cho con cua khi con quái vật đang ngủ ở công viên. Chơi dại vậy thì tổ tiên ông bà gánh còng lưng cũng không gánh nổi. Thấy điểm chẳng lành, Saitama khuyên thằng nhóc nên rời khỏi đây. Nhưng đi đâu cho thoát, con quái vật đã xuất hiện ngay phía sau. Nó khuyên Saitama đừng lo chuyện báo đồng, hãy dành thời gian để đi kiếm việc. Nhưng việc gì tầm này, từ bé anh đây đã có ước mơ làm anh hùng, giết chết tất cả những con quái vật bằng một cú đấm. Và thế là anh cởi áo khoác, tháo cả vạt quyết chơi khổ máu. Thím cua cũng không nhẹ nhàng nữa, hắn đã giết rất nhiều người bằng cái càng cứng của mình, kẹp thêm một đứa nữa thì có nghĩa lý gì đâu. Saitama nhanh chóng bị hắn đánh văng ra xa, nhưng anh quyết không để một đứa trẻ vô tội phải chết. Anh tiếp tục lao vào con cua, dùng chiếc cà vạt làm dây thắt, kéo bay mắt nó ra ngoài, lôi theo cả bộ não và lục phủ ngũ tạng của nó. Đây là chiến thắng đầu tiên trong hành trình trở thành anh hùng của thím sai. Từ đó, thím ra sức luyện tập chăm chỉ, đến mức rụng hết cả tóc, và hiện tại thím đã trở thành vô địch thiên hạ. Nhưng trong suốt thời gian làm anh hùng, Saitama vẫn chưa thể nổi tiếng và vẫn nghèo không còn một cọng mùng tơi để rớt. Khi thím đang mua đồ trong siêu thị, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, một con Titan từ Paradise xuất hiện. Nó đã dẫm nát một vài thành phố gần đó. Trên vai con Titan, một nhà khoa học đang hạnh phúc với nghiên cứu của mình. Hắn là kẻ tạo ra thứ thuốc giúp em trai hóa thành Titan. Cả hai anh em đang hướng đến mục tiêu làm bá chủ thế giới. Đang luyên thuyên, tên anh trai đột nhiên phát hiện là thím sai đã xuất hiện trên vai của Titan từ khi nào. Hắn hét lên ra lệnh cho em trai, đập chết nó đi em. Nhưng thế méo nào thằng em lại đập nhầm bên và tiễn thằng anh đi gặp ông bà sớm. Quá giận, hắn quyết hốt thím sai để trả thù cho người anh xấu số. Nhưng anh là Saitama, chỉ với một cú đấm, cổ hắn vẹo hẳn sang một bên và gục trong một nốt nhạc. Sau những chiến thắng quá dễ dàng, Saitama lặng lẽ về nhà. Anh nhận ra từ khi đạt được sức mạnh khủng khiếp này, mọi cảm xúc trong anh cũng dần biến mất. Thứ Saitama cảm thấy giờ đây chỉ là sự trống rỗng. Nhưng dù vậy anh vẫn cứ tiếp tục, vì công việc anh hùng này cứ thích là nhích thôi. Và rồi, niềm hạnh phúc trong chiến đấu ấy đã đến khi thím sai phải đối đầu với đám quái vật xuất hiện từ lòng đất. Chúng đông đúc và mạnh mẽ đến mức có thể gây ra vết thương trên cơ thể Saitama và khiến anh phải nghiêm túc. Lần đầu trong nhiều năm, Sai cảm thấy hạnh phúc và sảng khoái khi được đối đầu với những kẻ xứng tầm đến vậy. Nhưng chuông đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, Saitama quay về với hiện thực. Ở thế giới thực này, thím vẫn là số rách. Khi đám quái vật lòng đất xuất hiện, một cú đạp thôi đã khiến chúng phải chạy trốn và để lại dòng chữ, "Tụi em xin lỗi ạ." Tiếp đến, thành phố Z lại bị loài muỗi tấn công. Chúng bay thành đàn và rút sạch máu của những vật sống trên đường bay của chúng. Nạn nhân chết chỉ còn da và xương. Kẻ cầm đầu là một ả muỗi. Ả đã dẫn binh đoàn của mình đến gần khu vực sống của thím sai. Nhưng Saitama đang bận đánh chết một con muỗi bay vò vè trong nhà nên chẳng mấy để tâm. Dù thực hiện liên hoàn đập, nhưng thím vẫn không thể diệt được con muỗi. Phía này, một thanh niên đẹp trai đã đuổi theo ả muỗi và quyết định tiêu diệt ả, đem lại bình yên cho thành phố. Sức mạnh của cậu thanh niên là một cơ thể được tạo nên từ máy móc. Với đôi bàn tay bắn ra lửa, cậu nhanh chóng đốt chết đám muỗi của ả. Sau một hồi giao chiến, ả khiến cậu thanh niên mất một cánh tay, nhưng cậu cũng khiến ả bay luôn hai cái chân.
nhưng tưởng chiến thắng đến trong tầm tay, ả ta lại triệu hồi lũ muỗi và hấp thụ tất cả máu mà chúng đã thu thập được từ những sinh vật sống xung quanh. Sau khi được cung cấp thêm máu, ả bắt đầu biến đổi, cả cơ thể hóa đỏ mang một sức mạnh khác bọt với ban đầu. Ngay khi ả chưa kịp nổ, một ngọn lửa dữ dội thiêu rụi từ ngóc ngách trong bán kính 500m. Cậu thanh niên đã đốt cháy tất cả vì cậu biết xung quanh đây đã được di tản và không còn người. Nhưng thế nào thím Satama lại có mặt ở đây? Thím đã đuổi theo con muỗi từ phòng ra tận đây để giết nó, và thế là vô tình thím đụng ngay trận chiến này. Đòn lửa khiến cả bộ đồ của Sai cháy rụi, còn mỗi body 6 múi trần nhồng nhộng. Cậu thanh niên tỏ ra mừng rỡ và ngạc nhiên vì thím Sai vẫn còn sống sau đòn tấn công vừa rồi. Nhưng rồi ngạc nhiên chưa bé, khi ả muỗi vẫn còn tung tăng bay lượn trên bầu trời, thế là cậu quyết tung đòn tiêu diệt ả. Nhưng đã quá muộn, sau khi hấp thụ máu, ả muỗi còn mạnh hơn trước nhiều lần. Vì quá bất cần, cậu thanh niên đã bị chém gần như đứt lìa cơ thể. Giờ đây chỉ còn chế độ tự hủy là cách duy nhất để khiến ả biến mất mãi mãi. Ngay trước khi cậu bật chế độ tự hủy, thím Sai bay vào, tát nhẹ cho chị muỗi một đòn khiến chị nhấn nút đăng xuất chưa đến 1 giây. Cậu thanh niên ngạc nhiên nhìn Satama thốt lên 2 chữ, sư phụ. Sau khi hồi phục, cậu thanh niên tìm đến tận nhà Satama để bái sư. Sau một hồi tâm sự về cuộc đời dài như tờ sớ, thím đã được Satama hứa sẽ chuyển công thức để trở nên mạnh mẽ. Cậu thanh niên này là Genos. Năm 15 tuổi, cả thành phố bị một con robot mất đi lý trí phá hoại. Tất cả đã chết và cậu được giáo sư Stench tái tạo lại cơ thể như hiện tại. Cậu quyết sẽ giết chết con robot kia và lục tìm hắn suốt 4 năm qua, nhưng vẫn chẳng có tin tức nào. Mới tâm sự sương sương nửa ngày, đột nhiên một con bọ ngựa xuất hiện và phá nát mái nhà của Satama. Nó hét lên, ta là gì nữa thì chưa biết, nhưng đã bị Sai đấm cho bay màu. Tiếp đến thím xuống dưới nhà, cắm đầu 2 tên lâu la khác xuống dưới đất. Lũ này được nghiên cứu và tạo ra bởi một nhà khoa học. Chúng thuộc băng nhóm ngôi nhà thời đại. Sau khi nhìn thấy thím Sai cho bé muỗi đi đời trong một phát tát, kẻ đứng đầu tổ chức đã phái thuộc hạ tới bắt sống Satama về để nghiên cứu. Nhưng thím đâu dễ gặm, tên sư tử thủ lĩnh rừng xanh hú hét gầm gừ với nanh vuốt sắc nhọn cũng bị Satama đấm cho ra bã. Tiếp đến tên khỉ đột, kẻ mạnh thứ 3 băng đảng, sau khi thấy nhị ca sư tử thua trận cũng nhanh chóng xin tha mạng và khai ra tất cả mọi thứ hắn biết về ngôi nhà thời đại. Thủ lĩnh của băng là một nhà khoa học xuất sắc tên Genus. Tuy nhiên, những nghiên cứu của hắn về sự tiến hóa của nhân loại lại không được ủng hộ từ các nhà khoa học. Hắn muốn biến con người trở thành loài sinh vật hoàn hảo nhất, nên đã nghiên cứu liên tục suốt cả cuộc đời, mãi đến khi trở thành một ông lão 70 tuổi mới tìm ra cách. Hắn tạo ra hàng loạt nhân bản trẻ hóa của bản thân, từ đó bắt đầu nghiên cứu lai tạo gen nhiều loài nhằm tạo ra sự tiến hóa cao nhất của nhân loại. Sau khi moi được thông tin từ tên khỉ đột, cả hai nhanh chóng tiến đến căn cứ ngôi nhà thời đại. Đến nơi, thím Sai chưa kịp trổ tài thì Genos đã nhanh tay cho bốc hơi cả tòa nhà nhanh gọn lẹ. Nhưng tòa nhà này chỉ là bề nổi, thứ đáng sợ hơn nằm ở căn cứ dưới lòng đất của chúng. Dưới này chứa một con quái vật to lớn, hung dữ và mất kiểm soát tên Kabuto. Hắn thường bị nhốt lại vì hành vi mất kiểm soát của bản thân. Nhưng trong lúc nguy cấp, Genos quyết thả hắn ra để hốt Sai. Như một tên quái thú, hắn nắm đầu nhà khoa học và phóng như bay trong đường hầm, với mong muốn nhanh chóng gặp được Satama để tỉ thí chút võ nghệ. Khi chưa hiểu mô tê gì, Genos đã bị nện vào tường đến chẹo cả cổ. Để trả thù cho thằng đệ, Satama nhận lời đến một sàn đấu rộng hơn so kèo cùng hắn. Tuy nhiên thằng đệ Genos vẫn chưa chịu thua, quyết hốt con mồi này thay sư phụ. Sau một hồi vờn nhau phun lửa té khói, thằng đệ cũng tả tơi với cái đầu bốc khói, nên kèo này thôi thì nhường lại cho Sensei. Đứng trước Kabuto, kẻ được cho là sự tiến hóa cuối cùng cũng chẳng khiến anh chọc nào núng. Hắn bay vòng quanh thím Sai với tốc độ khủng khiếp, chờ hốt cú chốt bằng một đòn đánh từ phía sau. Ngay khi áp sát được thím Sai, đột nhiên nó phanh gấp, mặt đổ mồ hôi hột và vội vàng rút lui ra xa đến vài chục mét. Mọi tế bào của hắn đang cảnh báo rằng kẻ trước mặt rất nguy hiểm, lỡ chạm nhau 1 giây là bay luôn cái mạng chứ chả đùa. Tim hắn đập nhanh, mặt tái nhợt không còn một giọt máu, hét lên, làm sao ngươi lại mạnh thế chứ? Satama ngạc nhiên vì ai cũng muốn biết cách để mạnh như thím. Vậy thím cũng không giấu giếm mà quyết phổ biến bí kíp này rộng rãi đến anh em. Cả căn phòng, Genos, nhà khoa học, Kabuto đều cố gắng tập trung lắng nghe điều đã tạo ra sức mạnh của thím. Với khuôn mặt nghiêm túc, Saitama lên tiếng, hít đất 100 cái, gập bụng 100 cái, squat 100 cái, chạy 10 cây số mỗi ngày, trời nóng thấy miệng cũng không được bật điều hòa, dù khó khăn ra sao cũng phải luyện tập, đến khi rụng hết tóc sẽ trở nên siêu mạnh. Nghe bí kíp môn phái ngôn lù này, cả ba há hốc miệng không thể tin nổi, đều cho rằng Saitama xạo lờ. Thế là Kabuto quyết biến về hình dạng mạnh nhất để đánh nhau với Saitama, xem ai mạnh hơn. Hắn thét lên, ở trạng thái Asura, anh sẽ bật chế độ đổ sát mất kiểm soát trong vòng 1 tuần, có nghĩa là anh sẽ phá hủy thành phố đến tận thứ 7 tuần sau. Saitama mở to mắt sững sờ nhìn hắn trong ngạc nhiên, sau đó anh bị hắn cho hàng loạt liên hoàn đấm vào mặt. Thấy sư phụ có biểu hiện không tốt, Genos ở ngoài bắt đầu thấy lo ngại giùm thầy, nhưng Saitama chỉ với một cú đấm đã tiễn Kabuto bay màu.
Thím Sài ôm đầu, quỳ xuống hét lớn: "Hôm nay thứ bảy, nhớ lộn ngày siêu thị giảm giá mất rồi." Thì ra nãy giờ thím hoang mang vì không thể đi mua đồ giảm giá. Thấy Satama buồn bã, Genos an ủi và còn tận 4 tiếng nữa siêu thị mới đóng cửa, nên cả hai thầy trò tranh thủ về vào siêu thị lút đồ. Cả hai giờ đi nhanh như chưa từng đến, nhà khoa học đứng đấy đần thối ra không nói nên lời. Hắn cuối cùng cũng nhận ra tiềm năng của con người là vô tận. Hắn nghĩ bản thân nên xem lại thứ gọi là tiến hóa cuối cùng mà bản thân nghiên cứu bấy lâu nay. Hết băng đảng ngôi nhà thời đại, lại thêm một băng thiên đường nữa xuất hiện. Cầm đầu băng này là tên Đầu Búa và N Đàn Em. Với triết lý siêng ăn nhắc làm, chúng đang đấu tranh trong một xã hội không làm mà cũng có ăn. Đúng là chưa bao giờ thấm được tư tưởng của thầy Huấn. Chúng lợi dụng sức mạnh từ những bộ đồ chiến đấu cướp được, phá hoại mỗi ngôi nhà lớn chúng đi qua. Mục tiêu của chúng là phá hủy tòa nhà Minoer lớn nhất thành phố. Thế băng đảng tào lao này, thím Sai cũng không buồn giải quyết bởi mấy chuyện nhỏ này cần gì đến tay thím. Nhưng đặc điểm của băng này là tất cả các thành viên đều đầu trọc. TV bắt đầu cảnh báo cho mọi người về những đối tượng chọc đầu nguy hiểm. Quả đầu này là thương hiệu của Saitama. Kỳ này không ra tay thì lũ này sẽ làm ô uế thanh danh của thím mất. Nghĩ đi nghĩ lại, thím quyết định lên đường clear map. Nhưng chưa đợi Saitama, một ninja gọi là Sonic hợp đồng với Minoer đã đứng ra giải quyết lũ lâu la này trước khi chúng tiến đến phá nát tòa nhà. Đẳng cấp của Sonic quả thực không đùa, khi anh nhanh chóng bón hành cả băng, tên thủ lĩnh Đầu Búa cũng bị một phi tiêu cắm thẳng vào đầu. Cũng may nhờ hộp sọ cứng bẩm sinh, hắn toàn mạng và nhanh chân chạy trốn. Nhưng không biết hắn ăn ở ra sao, tránh vỏ dưa lại đụng ngay vỏ dừa. Đang chạy thục mạng lại gặp ngay thím Sai. Để bảo vệ danh dự cho chiếc đầu chọc của mình, Saitama bem nát áo giáp của Đầu Búa, khiến hắn trần như nhộng. Thấy tên này cũng không còn gì đáng ngại, Saitama thả cho hắn, khiến hắn mừng rỡ phắn lẹ. Phía này Sonic đã đuổi kịp, đến nơi hắn chỉ thấy Saitama đứng đó. Tưởng thím thuộc băng đảng thiên đường, hắn ném phi tiêu và dùng kiếm lao về phía anh. Nhưng Saitama bắt gọn cú đâm của hắn khiến hắn càng tức giận. Giờ Sonic không cần biết Saitama thuộc băng đảng nào, chỉ cần đánh bại anh là được. Tên ninja cười như điên dại, bay nhảy xung quanh Saitama với tốc độ siêu phàm nhất. Nhưng thím Sai chỉ cần đưa tay nhẹ lại thì vô tình chúng phải thằng em của Sonic. Hắn run rẩy đứng không vững, cuộc chiến cả hai tạm dừng, hắn hẹn sẽ hốt Sai vào một ngày không xa. Về đến nhà, Saitama lần đầu đặt câu hỏi, thím đã hốt biết bao nhiêu con quái vật hay băng đảng nguy hiểm, nhưng sao không ai biết đến thím? Thậm chí tên ninja kia còn nhầm thím với lũ tội phạm, càng nghĩ càng khó hiểu. Đáng lẽ thím phải nổi tiếng như BTS và có hàng loạt fan hâm mộ cống hiến chứ? Sau một hồi nghi ngợi, thằng đệ Genos cũng phát hiện ra thầy Sai lâu nay hành nghề không có giấy phép. Thầy chưa đăng ký vào Hiệp hội Anh hùng, thế là cả Saitama và Genos quyết định dấn thân vào showbiz để kiếm chứng chỉ anh hùng. Saitama đã quyết định kiếm chứng chỉ anh hùng. Tại sao các bạn không kiếm cho mình cái chứng chỉ Weibo bằng cách mua ngay các sản phẩm đến từ Sama Shop nha? Mẫu mã vô cùng đa dạng cho các bạn thoải mái lựa chọn, chất lượng cao đi kèm với cái giá lại rẻ miễn bàn. Nhanh tay truy cập và mua ngay để được hưởng những ưu đãi tốt nhất nha. Kỳ thi chứng chỉ anh hùng năm nay gồm 11.684 ứng viên, một con số ấn tượng hơn so với mọi năm. Các thí sinh từ già trẻ lớn bé, cao to đen hôi đều hội tụ về đây. Những bài kiểm tra thể lực như chạy, nâng tạ, đập chuột đều chỉ là muỗi với Saitama. Anh nhanh chóng khiến các thí sinh khác phải lác mắt bởi màn trình diễn quá ấn tượng. Chỉ sau nửa tiếng, kết quả đã đến tay các thí sinh. Genos đạt chứng chỉ cấp S bởi hiệp hội quá ấn tượng với cu cậu, với màn phá hủy tòa nhà của băng ngôi nhà thời đại. Đến phiên Saitama, mặt thím bắt đầu tối sầm lại khi chỉ đạt được cấp C, hay nói dễ hiểu hơn là cấp thí sinh đậu vớt. Dù kết quả không như mong muốn, nhưng với cả hai đây là khởi đầu cho việc trở thành một anh hùng chuyên nghiệp. Genos sau khi được Saitama nhận làm đệ tử cũng xin phép thầy được tỉ thí một trận nghiêm túc. Dù đã tung ra những kỹ thuật mạnh nhất đến mức phá nát cả một ngọn núi, nhưng Genos vẫn không thể làm bẩn bộ đồ của Sai. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc khi Genos nhận ra sức mạnh của Sensei ở một đẳng cấp mà cậu mãi chẳng thể hình dung nổi. Sau khi nhận được chứng chỉ, đã 5 ngày trôi qua, Saitama vẫn vô công rời nghề và nằm ườn ra trong phòng chỉ để đọc manga và xem TV. Nhưng rồi anh nhận được thông tin từ đệ tử Genos rằng những anh hùng cấp C chỉ làm công việc bắt trộm, cướp, tìm mèo lạc. Nếu cứ nằm ườn ra đó mà không cống hiến gì thì sẽ bị loại khỏi tổ chức. Nghe đến việc bị loại, thím Sai bắt đầu lo lắng, nhưng thành phố lại bình yên đến kỳ lạ. Kỳ này không khéo thím bị trục xuất rồi. Đang rối ren không biết phải làm gì thì thím lại va phải Sonic. Thằng này quá nhây, khiến Saitama bực mình uy hiếp. Phắn đi, anh không rảnh. Chưa kịp kiếm việc, Saitama lại bị dân chúng tố cáo là tên tội phạm biến thái, khi anh cứ liên tục chạy quanh thành phố với vẻ mặt khả ố. Saitama đang thanh minh nhưng lại bị một anh hùng hổ báo trưởng mẫu giáo ra rẻ giảng dạy đạo lý làm người. Đứng đợi đến phiên hơi lâu, Sonic cho ngay một đòn tấn công anh hổ báo gục ngay tại chỗ. Hắn bắt đầu quẩy tung nóc khiến dân chúng xung quanh hãi quá mà bỏ chạy. Một chiếc xe ô tô bị hắn làm văng về phía bé gái đứng gần đó. May sao thím Sai đã nhanh chân cứu bé. Đang bận mà gặp phải thằng nhây nhây này,
không biết phải làm sao đây. Nhưng như được thông não chi thuật, Saitama nhận ra thằng Sonic này đích thị là người xấu. Vì vậy thím nhanh chóng phóng lên, tát cho nó một phát, khiến hắn nằm bẹp. Hy vọng sau đợt trấn áp này, Saitama có thể ghi được ít điểm, giữ vững chứng chỉ hiện tại. Hiệp hội anh hùng cũng họp mặt thường niên và phân tích cấp độ nguy hiểm của những thành phố. Hiện tại thành phố Z nói chung và thị trấn Ma là khu vực có cấp độ gia tăng tội phạm rất cao. Lũ tội phạm không biết từ đâu, đột nhiên cùng kéo về thị trấn Ma. Hiệp hội quyết định cho hai anh hùng ngon dai là Dầu Kẽm và Bi Vàng đến thám thính tình hình. Vừa đến nơi, họ đã phát hiện thị trấn này quả thật tĩnh lặng đến rợn người. Mọi người đều đã rời đến những nơi khác. Đi được vài bước, họ gặp ngay một con quái vật tảo biển. Anh Bi Vàng liền rút bi định bắn nát người con rồng biển, thì đòn bắn đã bị đánh bật dễ dàng. Nó vươn những sợi rồng quấn lấy chân Bi Vàng và đập ảnh bất tỉnh. Bác Dầu Kẽm cũng chịu trùng số phận, dù thanh kiếm vũ khí của bác có thể kéo dài ngắn theo ý muốn, nhưng bác cũng không chịu đựng được lâu hơn mà gục trước con quái vật. Trước đó, Dầu Kẽm đã nhanh chóng gửi tin nhắn cầu cứu cho hiệp hội. Sau khi hạ được hai anh dai, con quái vật định tiến đến thị trấn khác thì lại va phải Saitama đang đi chợ về. Nhận thấy đang thèm rồng biển, thím vặt trụ con rồng trước mặt đem về nấu canh. Phía này, sau khi nhận được tin nhắn, hiệp hội đã nhanh chóng đưa hai thương binh đi cấp cứu, nhưng mãi họ không thể tìm ra được con quái vật rồng biển. Họ nghi ngờ có thể có một con quái vật nào đó khác ghê gớm hơn ở thị trấn này. Nghe thấy tin tức, Tatsumaki, một anh hùng cấp S, năng nặc đòi đến thị trấn để hốt tất. Tiếp đến không phải là lũ quái vật, mà là một thảm họa tự nhiên đang đe dọa thành phố. Một thiên thạch đang lao nhanh về phía thành phố Z. Chưa đầy một giờ nữa, nó sẽ lao thẳng xuống thành phố và thương vong sẽ lớn không kể hết. Genos và hàng loạt anh hùng cấp S cũng đã được triệu hồi đến ngăn cản thảm họa này. Genos và hiệp sĩ kim loại dự định phá nát nó trên bầu trời nhằm giảm diện tích khi va chạm. Hiệp sĩ kim loại rất tự tin, anh phóng hàng loạt tên lửa hủy diệt vào khối thiên thạch, gây nên một trận nổ dữ dội trên bầu trời, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh mẽ để phá nát quả thiên thạch. Chỉ còn 30 giây nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Genos lần đầu nhận được một nhiệm vụ lớn đến như vậy đã bị áp lực. Nhưng rồi khi được Nanh Bạc, người mạnh thứ ba của cấp S đưa ra lời khuyên, Genos đã xé áo, khoe ra những thiết bị máy móc hiện đại của cơ thể. Cậu dùng toàn lực tấn công vào thiên thạch, nhưng chỉ làm tốc độ của nó chậm lại một chút. Sức cùng lực kiệt, Genos nghĩ rằng, toi rồi, thì Saitama xuất hiện, ba cái thiên thạch này để lại cho thầy, chú em cứ ngồi nghỉ ngơi. Nói rồi Saitama nhún người phóng về phía quả thiên thạch và tung một cú đấm xuyên qua nó, khiến nó vỡ nát thành vạn mảnh trên không trung và lao xuống thành phố. Nhờ cú đấm của thím sai, thương vong giảm đi đáng kể, dù cả thành phố bị những mảnh nhỏ tàn phá nghiêm trọng. Nhưng chắc rằng đây là điều tốt nhất các anh hùng có thể làm. Nếu nguyên quả thiên thạch trả bá mà rơi xuống, chắc chắn mọi thứ sẽ thành bình địa. Hiện tại chỉ tổn thất về công trình, nhà cửa, không một ai bị gì. Sau pha giải quyết thiên thạch, thứ hạng của Saitama tăng lên đáng kể từ vị trí thứ 342 lên hạng 5 của lớp C. Khi ra ngoài xem tình hình, Saitama gặp phải anh em nhà hổ báo trưởng mẫu giáo. Chúng ganh tị vì Saitama lên cấp quá nhanh và bắt đầu chơi trò nói xấu, khơi dậy tâm lý thù ghét từ người dân, khiến họ nghĩ rằng chính Saitama là kẻ đã phá hủy tất cả. Người dân bắt đầu mạt sát Saitama khiến anh đứng như trời trồng. Từ phía xa, lão Nanh Bạc tôn trọng những đóng góp của Saitama, nhưng lão nghĩ rằng có lẽ Saitama không hợp với thế giới anh hùng xô bồ này. Từ bỏ là cách tốt nhất cho anh. Đứng ngẩn người ra một hồi lâu, trong lời chửi rủa của toàn bộ người dân, Saitama chưa kịp làm gì thì hai tên hổ báo lao vào mang danh công lý tấn công anh. Nhưng chúng bay đùa nhầm người. Mới chỉ nắm tay giao lưu một tí, Saitama đã khiến chúng phải đau đớn xin lỗi. Tiếp đó Saitama lại hét lớn về phía người dân, là tôi đánh vỡ thiên thạch đấy. Thì sao? Tại sao không chửi quả thiên thạch ấy? Tôi làm anh hùng không phải để nghe mấy người chửi đâu. Tôi làm là vì thích. Thấy câu chuyện bắt đầu theo hướng bất lợi hơn, Genos xuất hiện và bảo, về thôi thầy à. Trên đường về, Genos nói, con chưa từng gặp ai tuyệt vời như thầy cả. Nếu không có ai khen thầy, thì con vẫn sẽ luôn đi theo thầy. Nghe mấy lời mát ruột mát gan từ thằng đệ tử ruột, Saitama cũng cảm thấy an ủi hơn nhiều. Theo lời Genos, Saitama cũng biết rằng hiểm họa được chia thành 4 cấp từ bé đến lớn là sói đe dọa tiềm tàng, hổ đe dọa nhiều mạng người, quỷ đe dọa thành phố, rồng đe dọa nhiều thành phố và thần đe dọa nhân loại. Tiếp đến lại là một thảm họa cấp hổ ập đến thành phố J. Một loạt những con thủy quái xuất hiện từ đại dương, chúng tuyên bố sẽ thống trị cả nhân loại. Bọn thủy quái trông có vẻ rất mạnh và hung ác. Để ngăn cản chúng, hiệp hội cử anh hùng Stinger hạng 11 của lớp A đến. Với vẻ đẹp trai lai láng, Stinger xuất hiện trong sự hò reo của mọi người. Chẳng mấy chốc anh chàng đã bầm dập tả tơi và cổ động viên xung quanh cũng biến đầu mất. Thế nhưng dù không còn một ai, anh vẫn hùng dũng tiến lên phía trước và một nhát xiên chết 4 tên. Ngay khi đang gáy to thì con boss, đại ca của đám hải sản đã xuất hiện. Chỉ một cú đấm nó khiến Stinger gục ngay. Vì độ nguy hiểm của con boss hải sản, mức độ cảnh báo được đưa lên cấp quỷ. Dân chúng và các anh hùng cấp C bắt đầu di tản khỏi thành phố. Phía này một anh hùng cấp A khác là Max Tiset cũng đang chiến đấu với con boss. Nhưng boss này quá mạnh,
Chỉ một đòn của hắn cũng đủ để khiến toàn thân Max tê cứng. Anh quyết lao vào hắn, tung tuyệt chiêu thiên cung xoáy lôi cước, nhưng lại bị hắn đánh cho bay ra khỏi tòa nhà cao tầng. Kỳ này anh Max chỉ có nước tàn xác. Nhưng vận may của anh vẫn chưa tàn khi bên dưới đã có một anh hùng khác đỡ lấy anh. Anh hùng này thuộc cấp S với thân hình chuẩn đét cùng bờ môi quyến rũ. Thím là người mẹ ngục tù, anh hùng nhưng lại đang ngồi tù vì phạm tội quấy rối trai đẹp. Nhận thấy hai anh hùng đẹp trai đã bị đánh trọng thương, người mẹ ngục tù không thể để yên, chế sẽ hút thằng này để trả thù cho hai em. Tên boss cũng từ từ tiến tới, cả hai đã có màn đấu khá ngang cơ khi đều bem trúng mặt nhau. Nhưng thím ngục tù hiểu rằng không biến hình thì khó có thể thắng. Vậy là màn biến hình phấn hường phong cách thủy thủ mặt trăng được tung ra, người mẹ ngục tù thiên thần. Nhưng thiên thần đâu không thấy, chỉ thấy nguyên một con gà khỏa thân. Không nói nhiều, trụy ngục tù phóng lên trời, giang rộng đôi cánh thiên thần với ánh sáng chói lóa tung liên hoàn đấm vào boss hải sản. Nhưng hắn không hề hấn gì và trả lại thím hàng trăm cú đấm khác, khiến thím bay tít lên tòa nhà gần đó để ngắm cảnh. Giờ đây chỉ còn mỗi ninja Sonic, hắn có mặt ở đây vì vừa cùng trụy ngục tù trốn chạy. Vậy là Sonic cũng đầu ngán, nhảy vào dùng tốc độ phân định thắng thua với boss. Xui sao trời lại đổ mưa, mà mấy loài hải sản gặp mưa thì cứ phải biết. Boss hóa to và trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, khiến Sonic không thể tiêu diệt hắn. Với tốc độ siêu phàm, Sonic dùng kế ve sầu thoát xác để đánh lừa và tẩu lẹ. Sonic cũng không quên hẹn gặp lại khi anh chuẩn bị xong vũ khí. Phía này Saitama và Genos đã lạc nhau. Genos đành chạy về hướng của con boss, còn Saitama thì vẫn chưa biết rõ vị trí của hắn. May sao Saitama gặp anh hùng tài xế thầm lặng với chiếc xe đạp xích thố, cả hai phi nước đại về phía con boss. Nhưng chớ chiêu thay, vì chạy đi kiểm tra vài thứ, Saitama lại lạc mất anh tài xế. Chỉ còn mỗi chiếc điện thoại của anh nằm ở dưới đất. Về phần boss, sau khi loại bỏ được những tên anh hùng kia, hắn nhanh chóng đi về phía tòa nhà trú ẩn của mọi người đang trốn. Hắn phá nát một lỗ trên nóc nhà, khiến tất cả người dân đều hét lên trong sợ hãi. Hắn tuyên bố sẽ giết sạch tất cả mọi người trong tòa nhà này. Nhưng ở đây vẫn còn anh hùng, một cấp A, hai cấp B và một cấp C. Họ quyết không để tên hải sản này làm càn, nhưng hắn vô đối con mẹ nữa rồi. Khi chỉ vài đòn đã khiến bốn anh đỏ đất, niềm hy vọng đã hết, họ thét lên trong sợ hãi thì may sao Genos đã có mặt. Chỉ với một cú tung hỏa lực từ cánh tay, Genos đã khiến hắn bay xa tít tắp. Thấy tên boss quá dễ gặm, Genos quay lại trấn an người dân, nhưng chính pha bất cẩn này đã khiến cậu bị hắn xin nhẹ một cánh tay. Cả hai lại tiếp tục lao vào chiến đấu, nhưng chỉ với một cánh tay Genos đã mất đi lợi thế. Đã vậy mưa càng lúc càng to như tiếp thêm sức mạnh cho boss. Khi trận đấu vẫn tiếp tục thì hắn phun một bãi nước bọt axit vào người một cô bé, khiến Genos dừng trận đấu lao vào đỡ đòn. Axit từ nước bọt khiến máy móc trong cơ thể Genos tan ra, để lộ phần xương và cơ thịt. Nhân cơ hội, hắn tấn công ném cậu ra ngoài, giờ đây hắn sẽ tiễn Genos đi đoàn tụ với gia đình. Nhưng một chiếc xe đạp ném vào lưng hắn, anh hùng số 1 lớp C, tài xế thầm lặng đã xuất hiện. Anh lao vào ngăn cản hắn, nhưng đều bị đánh văng ra xa một cách thảm hại. Với cơ thể yếu đuối của mình, anh hét lên: "Ta biết ta chẳng làm được gì, ta biết ta rất yếu, ta không hề mong mình sẽ đánh bại được ngươi, nhưng nếu ta không làm thì ai sẽ làm điều này chứ?" Lời nói như lay động tất cả mọi người, họ đồng thanh hét lên: "Cố lên, đánh bại con thủy quái nó đi." Nhưng rồi kết quả là điều ai cũng biết trước, tài xế tầm lặng bị đánh bại ngay tức khắc. Không còn một ai có thể ngăn cản nó, ánh mắt của người dân hiện lên sự tuyệt vọng tột độ. Nhưng rồi người anh hùng cuối cùng đã xuất hiện. Nhờ chiếc điện thoại của tài xế tầm lặng, thím Sai đã biết được vị trí của tên boss và đến kịp thời. Tên boss tung đòn đánh vào chiếc đầu chọc của Saitama, nhưng đầu anh cứng hơn cả sắt thép và không hề ấn gì trước đòn gãi ngứa của hắn. Nhìn thấy những anh hùng đang nằm đó và thằng đệ Genos tã đến nỗi cha mẹ không nhận ra, thím Sai quá tức giận, quyết làm gọi hải sản. Chỉ với một cú đấm, con boss chết không kịp ngáp. Người dân tử lo lắng chuyển sang vui mừng, rồi lại bắt đầu ngờ vực khả năng của những anh hùng. Họ cho rằng anh hùng dạo này yếu xìu, khi hạng A rồi hạng S cũng không làm được gì tên tép diêu, để một tên cấp C tiêu diệt nó một cách dễ dàng. Dù đây chỉ là phát ngôn của một kẻ trong đám đông, nhưng Saitama hiểu rằng nó đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của tất cả những người đang đứng đây. Thím Sai đột nhiên cười lớn rồi nói to: "Các anh hùng đã làm nó yếu đi, nên ta đã hạ nó mà không cần làm gì, mấy đứa còn không mau tung hô ta." Hành động cố tình tự hủy này của Saitama khiến mọi chỉ trích hướng về phía anh. Thế là trận chiến kết thúc, người dân đã được an toàn, nhưng Saitama đã mất điểm trầm trọng trong mắt người dân. Họ cho rằng anh là kẻ gian lận dối trá, không xứng đáng làm anh hùng. Người anh hùng này có khác gì trốn showbiz thị phi cơ chứ? Không biết bao giờ anh Sai mới lên được sao hạng S, chứ mới cấp C mà đã nhận đủ gạch đá của anti-fan rồi. Sau sự kiện, Saitama cũng thăng hạng lên cấp B và tài xế thầm lặng đã dành cho Saitama những lời chúc mừng từ tận đáy lòng. Dẹp được vua đại dương, lại một con khủng long tự xưng là vua cổ đại xuất hiện. Nó tự hào rằng chỉ thiên thạch mới giết chết được nó, và trái đất này thì hốt đâu ra thiên thạch ngay chứ. Nhưng chuyện thật như đùa, cô nàng Tatsumaki xuất hiện. Cô trông có vẻ kiêu ngạo, nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương. Không giống vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình, cô sở hữu một sức mạnh tâm linh vi diệu và là kẻ mạnh thứ hai của lớp S.
Cần gì Tatsumaki cho nấy, nguyên một quả thiên thạch được cô triệu hồi khiến con khủng long chỉ còn vài mảnh xương vụn. Nhưng đây chỉ là những mối nguy hiểm cỡ nhỏ, một dự báo kinh hoàng hơn đang ập đến. Hiệp hội anh hùng vội vã triệu tập tất cả những anh hùng cấp S, những anh hùng mạnh nhất của thế giới. Thấy Genos đi, thím Saitama cũng đi theo vì giờ thím đang rảnh. Đến nơi hàng loạt cao thủ máu mặt xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên vì sao hàng tôm tép như thím Sai lại theo đến đây. Nhưng tạm bỏ thím Sai qua một bên, vì những thông báo của hiệp hội mới là tin sốc tận óc. Đấng tiên tri Shibabawa trước khi qua đời đã để lại dòng chữ: trái đất đang gặp nguy hiểm. Những tiên tri của bà luôn chính xác 100% và từ trước đến nay bà chưa từng dùng hai chữ nguy hiểm trong những lời tiên tri. Đây chắc rằng sẽ là một thảm họa ghê gớm nhất mà nhân loại từng đối mặt. Sự kiện này sẽ diễn ra tại một thời điểm chưa rõ trong tầm nửa năm tới. Nghe vậy, thím Sai liền hỏi: với những sự kiện này cũng có thể xảy ra hôm nay hoặc là ngày mai đúng không? Quả thực với cái miệng ăn mắm ăn muối của mình, tòa nhà của hiệp hội đột nhiên rung lắc dữ dội. Chúng là lũ quái vật chim muốn thống trị loài người, nhưng chưa kịp nổ, chúng đã bị một sinh vật kỳ dị với 5 cái đầu hốt gọn. Hắn xuất hiện từ một chiếc phi thuyền với kích thước khổng lồ bao trùm cả thành phố. Chỉ trong phút chốc, hắn đã phá hủy 99,8% thành phố A. May sao tòa nhà của hiệp hội được xây dựng vững chắc nên chưa bị gì. Còn quái vật vũ trụ gặp ai là giết sạch. Khi định giết chết hai người dân vô tội, anh hùng cấp S, Samurai Nguyên Tử và đệ tử đã cố gắng ngăn chặn. Nhưng mỗi khi chém thành nhiều mảnh nhỏ, nó lại liền trở lại. Có thể nói, nó là một sinh vật bất tử mà khó có gì có thể tiêu diệt được. Ba anh hùng cấp S nữa đã có mặt để hỗ trợ Samurai. Trụy ngục tù giang rộng đôi cánh thiên thần bón hành tên vũ trụ. Bác đành bạc sai các tuyệt chiêu võ thuật đẹp mắt cũng lao vào hỗ trợ. Cuối cùng anh hùng gậy sắt cũng xông vào tẩm quất mắt xa tên quái vật. Nhưng hàng trăm ngàn cú đấm chém lên cơ thể nó đều vô dụng. Nó vẫn nhanh chóng phục hồi và ở trạng thái không hề hấn gì. Tàu mẹ ra tín hiệu yêu cầu hắn quay lại vì một tên kỳ lạ đã đột nhập và đang tung tăng phá hủy con tàu. Tuy nhiên với màn bao vây căng cực của đám anh hùng, hắn không thể quay lại. Thế vậy tàu mẹ quyết định kích hoạt vũ khí mà không đợi hắn trở lại. Trên tàu, Saitama đang tung tăng. Mới dạo được 4 phút, thím đã làm hư hại 23% con tàu. Nhưng tàu quá rộng, đi mãi thím cũng chỉ gặp lũ tép diêu nhãi nhép. Bỗng dưng một giọng nói vang lên: tiến xa hơn, người sẽ chết. Với vẻ mặt thành thật, Saitama thừa nhận đang lạc đường và muốn tìm lối ra. Nghe vậy con quái vật thở phào nhẹ nhõm chỉ cho thím lối ra, rẽ phải, đi thẳng. Nghe vậy, Saitama bỗng lộ rõ khuôn mặt nham hiểm, thím quyết rẽ trái hướng ngược lại để hốt trọn ổ quái vật. Không ngờ thím Sai cũng quá mưu mẹo, lũ quái vật đỡ không nổi. Chỉ vài nốt nhạc thím đã tiến đến phòng điều khiển và giao đấu với con bạch tuộc vũ trụ. Nó hóa khổng lồ, tung chiêu thức lực hút hố đen để giữ chân Saitama, nhưng vô dụng. Tiếp đến với chiêu thức mạnh nhất, hai mắt nó phát sáng, hàng loạt bom đá dữ dội như cuồng phong bay về phía Saitama, nhưng vẫn chẳng thể gây được tí sát thương nào, và anh cũng hốt trọn ổ đám này nhanh như bỡn. Ở dưới mặt đất, bốn anh hùng cũng đã tìm ra điểm yếu của con quái vật bất tử. Bên trong nó có một viên đá nhỏ xíu, chỉ cần phá nát những viên đá này, lần lượt những cái đầu của hắn sẽ chết vĩnh viễn. Gậy sắt và nanh bạc đã giết được hai cái đầu. Ngay khi nguy hiểm ập đến cũng là lúc hắn hóa thành khổng lồ, dùng tất cả sức lực để cứu lấy bản thân. Nanh bạc ngất xỉu ngay khi nhận phải một đòn tấn công từ hắn. Các anh hùng còn lại chuẩn bị tấn công thì trên không, một loạt bom từ chiếc tàu vũ trụ phóng xuống. Kỳ này thương vong là điều không thể tránh khỏi. Nhưng loạt bom đột nhiên đứng im trên không trung và quay đầu ngược lại về phía con tàu mẹ. Tatsumaki xuất hiện, với năng lực của mình, cô đã giúp chúng hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông. Về phía con tàu, Saitama vẫn còn một đối thủ mạnh nhất đang đợi anh. Hắn là chúa tể Boros, sở hữu thân hình ngon dai cùng mái tóc hồng chỉa ra tám hướng và một con mắt to khổng lồ chiếm phần lớn khuôn mặt. Hắn đã đi khắp đời trong vũ trụ chỉ để tìm kiếm kẻ có thể khiến hắn phấn khích khi chiến đấu. Theo lời một nhà tiên tri, hắn rồi sẽ gặp được kẻ đó ở một hành tinh xa. Và rồi sau 200 năm, cuối cùng hắn đã tìm được kẻ đó. Nghe hắn nói quá dài, Saitama lao vào tung cú đấm khiến hắn bay dính tường. Nhưng không như những con quái vật khác thím từng đối đầu, Boros vẫn không hề hấn gì. Khi bộ giáp phong ấn của hắn bị đánh vỡ, cũng là lúc sức mạnh hắn nâng lên tầm vô đối. Hắn và Saitama giao chiến với những đòn tấn công dữ dội, khiến phi thuyền rung chuyển và bị phá hủy từ bên trong. Cả hai vờn nhau bằng vô số cú đấm. Sau một hồi, Boros bị Saitama xi nhẹ một cánh tay. Hắn thừa nhận Saitama rất mạnh, xứng đáng với kỳ vọng của hắn. Phía bên ngoài, nanh bạc không hề hấn gì. Ông và những anh hùng cũng nhanh chóng phá nát lõi cuối cùng của tên quái vật, tiễn hắn đi Tây Thiên. Về phía bé Loli Tatsumaki, cô nàng đã dùng siêu năng lực điều khiển loạt mảnh đất đá ném về phía phi thuyền, khiến hàng loạt con quái vật trên đó phải thét lên trong tuyệt vọng. Trên phi thuyền, cuộc chiến của thím Sai vẫn đang diễn ra quyết liệt. Đối thủ quyết xài tuyệt chiêu Kamehameha tiễn Saitama lên các vì sao nghỉ dưỡng. Đòn đánh quá mạnh khiến Saitama bay tít ra vũ trụ, nhưng Saitama bịt mũi nín thở, nhún người một phát đã bay lại về trái đất. Boros đành phải dùng hình thể mạnh nhất để chiến đấu, nhưng lần này Saitama đã tung ra chiêu thức đấm thường liên tục, khiến cơ thể hắn thành bãi tiết canh. Với lõi bất tử, hắn nhanh chóng phục hồi rồi lại lao vào chiến tiếp.
Không để đối thủ nhây lâu hơn, Saitama tung chiêu thức với tên gọi cực ngầu, đấm nghiêm túc, một phát chết luôn vào đối thủ. Và quả thực đúng như cái tên gọi của nó, lõi của Boros đã vỡ nát. Với chút tàn hơi cuối cùng, hắn hài lòng vì trận chiến quá tuyệt vời, nhưng lại thều thào. Đủ nói dối, ngươi vẫn nương tay, cả trận chiến này ngươi hoàn toàn không hề muốn đấu với ta, ngươi quá mạnh. Boros chính thức về thăm Gia Tiên, cả phi thuyền cũng đâm sầm xuống thành phố, khiến các anh hùng cấp S gần đó chạy thiếu sống thiếu chết mới thoát kịp. Cuộc chiến đã kết thúc, các anh hùng đã giành chiến thắng trước mối hiểm họa cấp thần này. Nếu không có Saitama, chắc rằng nhân loại đã diệt vong như chính lời tiên tri. Saitama loay hoay cũng đã chui ra khỏi phi thuyền, dưới sự chứng kiến của bé Loli Tatsumaki. Cô nàng hỏi, đồ cấp B, sao ngươi lại ở trong tàu vũ trụ? Cả hai thầy trò Saitama phớt lờ cô nàng mà đi. Cô hét lên, đồ sư cọ, đồ cấp B, đồ đầu mượt như não, khiến Saitama phải quay lại nhờ thằng đệ Genos chửi thuê dùm. Genos vâng lời thầy, mấy chuyện chửi mướn này cứ để đệ tử. Nè, con lùn kia, im đi. Mới dứt lời, mặt Genos đã va phải cục đá to đùng. Tatsumaki đã tức giận, kỳ này hai đứa chết với chị. May sao nanh bạc đứng ra hòa giải. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng thành phố A cũng đã bị xóa sổ. Nhờ những anh hùng khác như tài xế thầm lặng, Max, những người còn sống được di rời đến nơi an toàn. Họ đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng. Ấy vậy, mặt nạ mật, anh hùng hạng 1 cấp A đã chỉ trích cả anh hùng vì cho rằng họ quá vô dụng và tuyên bố đây chính là lý do anh không muốn lên cấp S. Chưa biết thím này mạnh thế nào nhưng thấy thím nổ cũng rất ra gì và này nọ. Hiệp sĩ sắt lúc này cũng đã xuất hiện để thu dọn tàn tích, máy móc của phi thuyền nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu của hắn. Kỵ sĩ máy cảnh báo Genos rằng hãy đề phòng hiệp sĩ sắt vì hắn chính là kẻ thù của cậu. Sau sự kiện, thành phố A biến mất khỏi bản đồ. Hiệp hội anh hùng cũng xây dựng một căn cứ chắc chắn hơn và mở nhiều tuyến đường để các anh hùng và người dân tị nạn có thể đến hiệp hội. Sức mạnh của Saitama quả thực rất ấn tượng. Chúng ta còn ấn tượng hơn với sự cố gắng của tài xế thầm lặng hay những anh hùng cấp C khác. Họ dù không mạnh mẽ như Saitama nhưng vẫn đang cố gắng hết sức để bảo vệ người dân. Liệu rằng còn điều gì đang chờ đợi Saitama và các anh hùng ở phía trước? Trong tương lai có kẻ nào xứng đáng trở thành đối thủ của anh không? Và sau cùng, những công hiến của Saitama cho nhân loại có được mọi người biết đến hay họ chỉ cho rằng anh là kẻ dối trá đáng ghét? Hãy cùng đón chờ phần 2 của Anime Rewind trong thời gian tới nhé. Nếu thích những người hói đầu và câu chuyện của Saitama, hãy để lại cho chúng mình bình luận của các bạn nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya.